Như Huỳnh mến chào cả nhà. Thì cả nhà ơi, hôm nay Như Huỳnh giới thiệu cho cả nhà cái lô mai con bên vườn mai Như Huỳnh nha. Thì cái lô mai này á cả nhà, nó cao, nói chung là rất là cao. Và đây, em đây cho cả nhà mình xem nha. Một gan nè, hai gan tay của em nha cả nhà. Thì nó có cây thì nó cũng cao hơn. Và đặc biệt một điều nữa là nó được quấn rễ, ví dụ như hình các cái hình như thế này nè cả nhà. Đó. Rồi, cái này á khi mà nó lớn á cả nhà, cái nó nằm một cái đường vậy nè cả nhà. Đó, cái rễ rất là đẹp. Có cái thì cũng như thế này đây. Em thấy thì cái rễ nó được quấn đủ kiểu luôn, rất là đa dạng. Rồi, cây này thì nó không có mập nha cả nhà. Không biết là hôm trước Như Huỳnh cũng có lần là Như Huỳnh like cái cây tầm cỡ này thì cắt cũng rất là thích. Đây cái rễ nè cả nhà, đây nữa nha. Đó, thì các cái rễ nó như vậy. Và cây á, nó không có mập nha cả nhà. Nó ôm ốm, nó giòn giòn như thế này. Nhưng mà để á, thì nó không có bị lật nha cả nhà. Nó không có mỏng manh á, nó cũng có được vài nhánh nhỏ đây. Thì cây tầm khoảng cỡ là đầu đũa mà chúng ta ăn cơm. Đó, có cây thì cũng nhỏ hơn tí nha cả nhà. Nhưng mà đa số á, chúng ta có thể khai thác được rễ của nó nha. Đây cả nhà. Giá thì sao? Giá sẽ là 7.000 một cây, nhưng mình sẽ bao phí ship. Cả nhà không có cần lo về cái chi phí ship nha cả nhà. Và đây cả nhà thấy không, cái rễ như thế này á, đó, nó lọi lên nè. Thì cây nó chỉ nhỏ bằng tầm cái đầu đũa mà mình ăn cơm thôi nha, nhưng mà nó rễ nó rất là đẹp, được quấn rất là đẹp cả nhà. Nếu mà chúng ta trồng một thời gian nữa thì cái rễ nó rất là đẹp đó. Những cái cây á mà Như Huỳnh giao lưu với cả nhà thì hổm rày là đa số là bí nè, rồi lò xo, rồi coi như là rễ quấn lộn xộn ha. Nó mập và nó lùn, nhưng mà nó kiểu như là nó rất là mạnh và tầm vừa thì khách hàng thì có người thích cao, có người thích thấp. Nhưng mà những cây mà Như Huỳnh giao lưu với cả nhà thì thường đa số là nó có khai thác được cái bộ rễ. Thì chúng ta trồng một thời gian á là cái rễ của nó có rễ, nó đều quấn rễ hết nha cả nhà. Rồi những cây như thế này thì Như Huỳnh sẽ để là 7.000 một cây và Như Huỳnh bao phí ship. Như Huỳnh ship từ 30 cây trở lên. Đây cả nhà, nó cũng được như cây này cũng được là 2-3 múi bí đây. Đó. Cũng được 2 cái quần ha. Rồi có cây thì nó cành nhánh nó cũng như thế này, nhưng mà Huỳnh diễn tả là có cây nó cũng ốm á cả nhà, nó ốm nó cao. Và nếu như ai mà cần cái lô này thì alo cho Như Huỳnh. Và đặc biệt một điều nữa, chúng ta có thể bấm ngang đây nha cả nhà, thì nó sẽ phát tán cái phần dưới thôi. Tại vì do cái ông chú á, lúc mà Như Huỳnh rút mai á cả nhà, thì ông chú cũng có bảo với Như Huỳnh là rút cái số lượng này đi, rồi khi mà gãy phân vô á, thì nó sẽ nó cũng mập lên, tại vì để cũng hơi nhiều nên thành ra là nó vượt lên, đi phân nó vượt lên á, nên thành ra là cả nhà mình về á, cả nhà mình có thể bấm ngang đây nha. Cả nhà có thể bấm bỏ bớt nha cả nhà. Rồi một lần nữa thì Như Huỳnh cũng giới thiệu luôn, nói chung là những cây thế này là rễ nó ăn ra ngoài rồi, nó cũng rất là cứng cáp. Còn những cái cây mà nó sụt xịt như thế này là những cái cây mà nó lập bí nè, một nùi rễ nè cả nhà thấy không. Nhưng mà những cây này thì Như Huỳnh để lại, Như Huỳnh dâm. Và nếu như khách hàng cần thì alo, thì Như Huỳnh cũng để vân vô rồi bỏ cái bịch ha. Nhưng mà nó cả nhà thấy cái nùi của nó nè không, thì những cái này nó không có chết đâu cả nhà. Tại vì do là mình quấn nguyên một đường quấn như thế này nè cả nhà thấy không. Đó, nhiều cái vòng như thế này. Đó, cũng có rễ cám nè. Thì ở dưới này nó ăn sâu một cái rễ cái nữa. Đó, nó lật đó, thì Như Huỳnh bỏ cái bịch. Nhưng mà cái cây này thôi để Như Huỳnh trồng, những cái cây nó rễ đẹp cái gì. Rồi số lượng thì cũng có khoảng tầm là vài trăm cây nha cả nhà. Ai mà đang cần cái lô mai như thế này thì alo cho em Huỳnh nha. Đó, cả nhà thấy nó cao không? Hổm Như Huỳnh nói nè, thôi hãy kiếm những cây mai lùm thấp thôi, trồng nó không, nó đỡ khẳng khiu. Nhưng mà không sao nha cả nhà,
cái này nó rất là cứng cáp rồi, chúng ta có thể là bấm nhọn thì nó cũng sẽ tạo tán ra nha cả nhà. Đó rồi, nhung huỳnh bán thì cũng có này có kia. Thì bây giờ cái lô này là nhung huỳnh nhau lúa là 7.000 một cây, và 30 cây thì nhung huỳnh cũng sẽ bao phí ship nha. Rồi 50 cây thì sao? 50 cây thì nhung huỳnh tặng 3 cây luôn, tặng 3 cây luôn cả nhà. Cả nhà ơi, đây là bí nha, bí cả nhà. Đó, nó không có mập nhưng mà nó ốm, nó dần nha cả nhà. Đó, nhưng mà những cây này thì nó cũng cứng cáp khỏe nha. Đó, nhưng mình để nó đâu có lọt đâu đúng không? Rồi, khi cả nhà mình đây về mà nó cao quá bấm bỏ ngang đây đi thì nó sẽ tạo tán ở đây nha cả nhà. Thất thân thì nó cũng không cao lắm ha. Rồi, 7.000 một cây, ai lấy thì như mình đều bao phí ship nha cả nhà. Nó cành nhánh thì nó xum xê nha, lá nó cũng rất là mướt, chỉ mỗi cái là nó cao thôi cả nhà. Rồi, ai cần thì alo cho Như Huỳnh nha cả nhà. Đây em sẽ rút một cây cho cả nhà mình xem thử nha. Nó cũng rất là tốt nha cả nhà. Đó, nó khá là tốt. Rồi em kiểm tra cái bộ rễ xem cho nó như thế nào cái đã. Đây, cái rễ của nó là nó nằm giống như dạng hình thú á cả nhà. Đó, lớn lên thì nó đây như mấy cái kiểu này nè, lớn lên nó sẽ có mấy cái kiểu hình thú. Để em hình kiếm cho cả nhà mình xem nha. Đây, nó nằm vậy nè cả nhà, nó rất là đẹp. Rồi, chiều cao thì cả nhà mình an tâm đi, không có cây nào mà dưới hai gang tay như Quỳnh đó, cao liêu nghiêu luôn á. Nhưng mà có người thích cao, người thích thấp, nhưng mà có điều về đó cao chúng ta bấm ngọn thôi nha cả nhà. Rồi, ai cần cái lô như thế này thì alo cho Như Huỳnh nha. Và rồi thì thời gian qua thì Như Huỳnh cũng sơ suất rất là nhiều. Nhiều khi là sót đơn hàng, và cũng nhiều khi là không có kịp giao cho khách hàng. Chốt hàng rồi thì 3-4 bữa mới giao. Lý do là cả nhà biết sao mà, là có nghĩa là Như Huỳnh phải nhận đơn hàng là một mình em nè. Rồi là em cũng đi rút cây cũng em luôn, xong rồi về cũng soạn hàng cũng em luôn, nên thành ra là nó rất là trễ. Thì cả nhà thương em và ủng hộ thì hãy điện nhắc Như Huỳnh và coi như là kiểm tra nha, nhưng mà đừng có hồi đơn. Hồi sáng này có một anh khách hồi đơn và chuyển tới nơi rồi không nhận thì Như Huỳnh cũng buồn thôi. Nhưng mà khách hàng thương thì luôn ủng hộ, nhưng mà khách hàng hãy nếu như có hồi đơn thì hãy hồi sớm giúp Như Huỳnh, để khi mà Như Huỳnh gửi rồi á thì cũng tội nghiệp em nha. Còn nếu như mà khách hàng nào mà vẫn chưa nhận được của Như Huỳnh thì cho Như Huỳnh là một lời xin lỗi là em sẽ cố gắng là em gửi lên. Hiện tại thì bây giờ cái lô bí Như Huỳnh đang cho đi phân để cho nó mập lên cả nhà, tại vì rút được số lượng khoảng tầm 5.000 thôi, mà bây giờ là Như Huỳnh nhận hơn rồi thì chắc có lẽ là cũng phải điện nên nói khách hàng rằng là Như Huỳnh cũng đang kiếm một cái lô tương đương như vậy để mà gửi. Rồi cả nhà ơi, nếu ai đang còn cái lô như thế này thì alo cho em Huỳnh nha. Một lần nữa thì Như Huỳnh cũng xin cảm ơn khách hàng đã yêu thương ủng hộ, và trong quá trình nó có gì sơ suất hoặc là có gì không hài lòng thì cả nhà mình hãy bỏ qua và hãy góp ý cho Như Huỳnh. Thì mọi góp ý có thể là bất cứ ở đâu cũng vậy, góp ý YouTube hay là Zalo hay là Facebook, kể cả là tin nhắn thì cũng được. Nhưng mà mong rằng là Như Huỳnh chỉ thích Như Huỳnh cho Như Huỳnh là một cái hơi ít hơi một ích kỷ nha cả nhà, là hãy thích thôi đừng ghét nha cả nhà. Rồi cả nhà ai mà chưa bấm kênh đăng ký giúp Như Huỳnh thì hãy bấm đăng ký, hoặc là có thể mượn người thân bấm đăng ký để có thể là xem nhiều cái video của Như Huỳnh. Thì giờ tạm thời là có bao nhiêu đây, sắp tới Như Huỳnh cũng sẽ quay mai con tiếp những cái vườn khác.